OK, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và altcoin theo bottom impression. Tuần này Hoài nghĩ là chúng ta đã chuẩn bị bước vào một cái đà tăng trưởng và có rất là nhiều những thiết lập giao dịch đang xuất hiện trên biểu đồ theo phương pháp bottom impression. Chúng ta cùng đi vào video để đánh giá xem những thiết lập giao dịch đó là có đáng để vào hay không, có những cái kháng trở nào hay không nhé. OK, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm bất kỳ cái thị trường nào mà anh chị cần phân tích, Hoài có thể lựa chọn và đưa vào cái video phân tích trong tuần sau. Và anh chị bấm vào phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để tham gia vào cái kênh Telegram của Hoài. Đây là kênh Telegram Hoài chia sẻ rất là nhiều những phân tích trên khung thời gian thấp, những cái chia sẻ về chuyên nghiệm trading cũng như là những cái tài liệu nha anh chị, những slide miễn phí mà anh chị có thể download về và chia sẻ cho bạn bè. OK, chúng ta cùng quay trở lại cái video ngày hôm nay. Cái video đầu tiên là video Bitcoin. Đấy, sau một cái giai đoạn mà nó đi ngang lình xình anh chị, kể từ cái ngày khoảng thời điểm khoảng 17 tháng 3 đấy, tới thời điểm hiện tại là đã đi ngang trong suốt khoảng 49 ngày rồi, rất là lâu đúng không ạ? Anh chị để ý là những thị trường crypto, những đồng coin gồm Bitcoin và altcoin, một khi nó đã đi ngang là đi rất là lâu nha. Đấy, những cái đợt, những giai đoạn mà nó di chuyển mà có sóng á, nó chỉ diễn ra trong vòng vài ngày, thậm chí là chỉ trong vòng một tuần thôi. Đấy, ví dụ như là con sóng của nó là từ đây tới đây là nó đi chỉ trong vòng là 7 ngày. Đấy, sau 7 ngày nó lại đi ngang trong suốt liên tục trong suốt cái khoảng giai đoạn là 23 ngày tiếp theo. Rồi sau đó nó lại đi có những cái con sóng tăng và di chuyển chỉ trong vài ngày. Như vậy nói cách khác, những cái giai đoạn mà nó có xu hướng, nó có những con sóng mạnh để mà chúng ta có thể lướt, nó kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn. Đúng mà, thời gian rất ngắn. Phần lớn còn lại thị trường nó dành thời gian nó làm cái gì? Tích lũy, như thế không ạ? Đi ngang tích lũy trong những chiếc hộp, tạo ra những cái giai đoạn nén tích lũy động lượng. Anh chị nhìn bên tay trái nó cũng, anh chị thấy cũng cái bối cảnh này nó cũng xảy ra tương tự. Thị trường nó tạo ra một chiếc hộp đi ngang, một cái vùng trading range hay còn gọi là vùng phạm vi kéo dài rất là lâu. Kéo dài trong suốt khoảng bao nhiêu ạ? Đây. Cho tới cái thời điểm mà Hoài có một cái lệnh mua, đó là nó kéo dài hết 60 ngày. Và anh chị hình dung trong suốt 60 ngày này, Hoài trên cái khung thời gian D1 này, Hoài không có bất kỳ cái giao dịch nào của Bitcoin cả. Và kể từ cái ngày này cho tới để lướt cái con sóng tăng này là Hoài chỉ thực hiện một cái lệnh mua. Và cái lệnh mua của Hoài nó tồn tại trong khoảng thời gian là 31 ngày, cũng rất là lâu, như vậy nói cách khác, Hoài đang nói cái điều này để nói lên cái ý gì? Đó là thị trường nào nó cũng vậy, không chỉ là thị trường crypto, nó dành phần lớn thời gian là tích lũy, đúng không ạ? Tích lũy đi ngang, tích lũy nén, và cái phần nhỏ thời gian là nó dành ra để đi theo một con sóng tăng hoặc là một con sóng giảm, hay còn gọi là có xu hướng. Nó tuân theo định luật rất là đúng của nguyên tắc của định luật Pareto, đó là nguyên tắc 80-20. Đấy, 80% thời gian thị trường là tích lũy đi ngang và 20% thời gian thị trường là nó di chuyển. Như vậy chúng ta chỉ nên hoạt động tích cực, chúng ta chỉ nên vào lệnh một cách tích cực chỉ trong 20% thời gian thôi. Và 80% thời gian còn lại là chúng ta làm cái gì ạ? Chúng ta ngồi chờ, không làm gì cả. Đấy, đó là lý do mà anh chị thấy tại sao lại Hoài lại có quá ít cái giao dịch trên thị trường crypto và đặc biệt là trên khung thời gian D1. Còn trên khung thời gian H4 thì Hoài giao dịch tích cực hơn bởi vì những cái xu hướng nó diễn ra thường xuyên hơn. Đấy, D1 thì Hoài đứng ngoài nhiều. Nhưng mà hiện tại Hoài thấy giá nó bắt đầu bước sang một cái con sóng tăng. Những dấu hiệu là gì? Thứ nhất, nó đã thoát ra khỏi chiếc hộp. Đúng không ạ? Thoát ra khỏi chiếc hộp và đang được hỗ trợ bởi chính cái đường biên trên của cái hộp này và nó trùng với cái đường EMA. Thứ hai, giá đã phá vỡ khỏi đường xu hướng chéo. Đúng không ạ? Đường xu hướng chéo. Thứ ba là giá đã đang được hỗ trợ bên trên đường trung bình. Như vậy rất là tốt. Nhưng mà chúng ta lại có một cái điểm trừ chút xíu, đó là một cái vùng kháng trở bên khu vực là 30.500. Đấy. Và cái vùng 30.500 này nó cũng chính là cái phần trần của một cái máy vòm trước đó. Thì Hoài hay gọi những cái chuyển động giá nó tăng và nó giảm xuống như thế này gọi là một máy vòm. Và trong cuốn sách của Bobman ổng cũng nói như vậy luôn. Và cái phần trần của máy vòm nó quanh khu vực này nè. Đấy, khu vực mà chạm cái đuôi nến á, cái đuôi nến mà trần ngay tại cái phần máy vòm này chính là một cái kháng trở rất là mạnh mẽ. Không phải chính ngay sát cái đường kháng cự phía trên nha, mà là cái phần trần của cái máy vòm này chính là gọi là cái kháng trở rất là mạnh. Cho nên cái phần trần này sẽ đóng vai trò một chút xíu kháng trở cho giá. Nhưng Hoài thấy cái kháng trở này nó không quá mạnh. Nó không quá mạnh. Thứ nhất là vì sao? Đó là vì nó đã được chạm lại rồi. Kéo cái phần trần này ra chút xíu. Là mình thấy nó chạm lại rồi ngay tại cái đuôi nến này. Đúng không ạ? Nó đã chạm lại rồi và sau khi nó chạm lại nó lại bật tăng thêm một lần nữa. Như vậy cái cú chạm lại này nó đã chạm rồi và nó không đủ sức để cho đảo chiều.
Như vậy thời điểm sắp tới khi mà giá chạm lại lần thứ hai, nó có thể đã lờn. Có nghĩa là nó chạm lại lần đầu nó có thể đảo chiều, nhưng chạm lại lần hai nó lờn không thèm đảo chiều nữa. Và đó cũng là một cái điểm mạnh, một cái điểm lợi cho giá. Ví dụ như anh chị hình dung những cái vùng số tròn, những vùng số tròn mà đã được chạm lại rồi, thì lần sau nó chạm lại nó sẽ không có sợ như lần trước nữa. Đó, hình dung như là ví dụ như tại cái vùng kháng cự đây, kháng cự quanh khu vực này, giá lần đầu tiên chạm vào nó thì không thể nào vượt qua được. Nó đặt ra một cái đường kháng cự ngang quanh khu vực là 28.800. Nhưng mà sau khi nó đã phá vỡ rồi, đấy, chị thấy không? Sau khi đã phá vỡ tại đây rồi, nó cứ bật lên bật xuống. Như vậy lúc này nó đâu có thèm quan trọng cái vùng khu vực này nữa. Trước đó là nó tôn trọng, nhưng sau khi đã có cú phá vỡ thì lần sau anh chị thấy nó cứ vượt lên vượt xuống như ở đây không có một cái vùng kháng cự nào cả. Đó, thì đấy chính là cái sự biến thiên của hành vi giá. Bất kỳ những vùng hỗ trợ kháng cự nào nó cũng chỉ có một cái thời gian tồn tại ngắn hạn thôi. Mình không bao giờ mình nói là có một cái kháng cự nào đó quá mạnh hay là có một cái vùng hỗ trợ nào đó quá cứng trong một cái xu hướng. Ok, như vậy là chúng ta có thể thực hiện một cái lệnh mua buy stop ở trên đỉnh dừng lỗ phía dưới đáy. Nếu mà chị thực hiện mua ngay hiện tại, mình đang âm vị thế một chút xíu nhưng không sao, không có vấn đề gì xảy ra cả. Giá hoàn toàn có thể tiếp tục di chuyển theo cái xu hướng mà nó đã định. Và dĩ nhiên nếu mà có những dấu hiệu đảo chiều, ngay lập tức mình phải giơ stop loss lên để bảo vệ cái vốn nếu trường hợp giá đảo chiều. Trong phần lớn các trường hợp nếu giá đảo chiều, Hoài sẽ không bao giờ thoát lệnh với một khoản thua lỗ lớn, mà chỉ thoát lệnh với một khoản lỗ nhỏ mà thôi, 0.5R là lớn nhất. Ok, tiếp theo là mình đánh Ethereum. Bitcoin có những cái dấu hiệu tốt, Ethereum cũng sẽ như vậy, bởi vì nó là một cái đồng coin, nó hiện hưởng sái theo cái đà tăng của Bitcoin. Ethereum họ chỉ có hai giao dịch mua và cả hai đều thoát lệnh với một khoản lợi nhuận nhỏ. Lệnh đầu tiên thì thoát lệnh hòa vốn, còn lệnh thứ hai là thoát lệnh với một khoản lợi nhuận 1.5R, một chút xíu hơn một chút xíu. Thời điểm hiện tại mình thấy giá nó đã thoát ra khỏi một cái vùng tích lũy nè chị. Đấy, đây là một cái giai đoạn tích lũy, nhưng mà do cái đường biên trên của nó Hoài không có xác định được một cách chính xác. Đấy, cứ đưa lên đưa xuống như này cũng không thấy có sự tôn trọng lắm, cho nên thôi bỏ qua, mình có thể chờ một giai đoạn nén mới khi giá hồi về và tìm cái cơ hội mua vào. Binance Coin cũng là một đồng coin rất là tiềm năng. Vừa rồi cũng có một giao dịch mua Binance Coin, bắt con sóng tăng ngắn thôi. Đấy, nhưng mà cũng đủ đem lại khoảng một khoản lợi nhuận không quá lớn, cũng vừa phải. Hiện tại mình thấy nó đang tích lũy, nó cứ lình xình cắt lên cắt xuống đường trung bình. Hồi họ gọi đây là dạng sóng chữ P, sóng chữ P vậy, vẽ xuống này. Các đỉnh thấp hơn, nối các đáy cao hơn, và đây là sóng chữ P. Thì sau cái sóng chữ P này nó có thể thoát ra bất kỳ theo hướng nào, 50-50 chị, mình không bao giờ mình biết là nó có thể break lên hay là break xuống. Cho nên là bây giờ thời điểm hiện tại mình cứ chờ. Và với cái sự hồi phục tổng quan của toàn thị trường thì Hoài kỳ vọng vào cái sự break out lên trên hơn. Nhưng mà sau khi giá break out lên trên, Hoài cũng sẽ không mua ngay, bởi vì sao? Ngay phía trên giá nó còn quá nhiều kháng trở, mặc dù nó đã thoát ra khỏi cái mô hình con sóng chữ P này rồi, nhưng mà chính những cái đỉnh trước đó nè, chính những cái mái vòm trước đó nó lại tạo ra các kháng trở cho giá. Đây là một mái vòm nè, đây là hai mái vòm nè, và đây là ba mái vòm nè. Đó, những cái mái vòm này nó cứ luân phiên nhau như vậy, nó khiến cho giá rất là khó để có thể vượt qua được những cái mái vòm này, và nó phải kiểu như nó phải vượt qua một cái rừng dày những vùng kháng cự để mà nó có thể tăng. Thì Hoài sẽ không muốn những cái lệnh mua của Hoài nó gặp những cái kháng cự quá lớn như thế này. Thay vào đó mình có thể chờ đợi giai đoạn nén với đường kháng cự. Thì khi mà nó hoàn tất giai đoạn nén với đường biên trên hợp, mình mua vào. Thì ngay lúc mà mình mua vào ngay phía trên này, thì phía trên giá là bầu trời rộng mở, nó không có cái sự kháng cự nào hết. Như vậy cái khả năng mà chúng ta thắng cái giao dịch đó nó sẽ cao hơn rất nhiều. Bất kỳ khi nào mà anh chị vào một cái giao dịch, anh chị cứ nhìn trên biểu đồ xem có những cái kháng trở nào hay không, và có những cái lý do nào mà cái phe mà đi cùng với mình họ có thể từ bỏ cái vị thế của họ, hoặc là cái phe ngược lại, cái phe đối chọi với mình họ có thể nhảy vào họ bán hay không. Đấy, ví dụ mình mua ngay tại đây, mình mua ngay tại cái thời điểm mà giá break ra khỏi cái mô hình chữ P, đúng là theo cái lý thuyết giá thoát khỏi cái mô hình chữ P là mô hình tam giác cân, đúng không? Mô hình tam giác thì giá nó có tiếp tục tăng, nhưng mà mình cứ nhìn thử xem phía trước còn rất nhiều kháng cự, những cái đỉnh đường biên trên hợp 349 rất mạnh, những mái vòm và những cái kháng cự này nó sẽ khiến cho giá gặp kháng trở, và khiến trên cái con đường như di chuyển đó phe bò, tức là phe chung cuộc của mình, nó sẽ có thể là từ bỏ những cái vị thế của họ, và phe gấu khi mà thấy sự suy yếu họ có thể nhảy vào bán khống, và chính cái tâm lý đó nó khiến cho giao dịch của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Đấy,
Thì Hoài giải thích một cách đơn giản như vậy, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng chính xác nha anh chị. Cái thị trường nó mang tính chất tương đối vậy đó. Mình không thể nào mình đưa ra một cái nhận định nào đó chính xác 100% được. Mình chỉ cần đúng khoảng 60-70% thôi là rất là tốt rồi. Như vậy anh chị đã hiểu được cái kế hoạch giao dịch của chúng ta ha. Cái thằng CRO này cũng, cái kế hoạch nó cũng dễ thôi. Mình đã thấy có một cái cú up thrust, tức là một cú vọt lên trên, một cái giai đoạn vọt lên trên khỏi cái đường biên trên hộp, nhưng mà sau đó giá đã đuối sức ngay lập tức. Những dấu hiệu đuối sức thể hiện rất rõ ràng nè, có những cái đuôi nến nè, đó. Đuôi nến dài cho thấy là cái phe phía trên nó bán xuống, đúng không ạ? Phe phía trên nó bán xuống rất mạnh, khiến cho giá nó không đóng cửa phía trên được, mà nó phải để lại cái đuôi và đóng cửa phía bên dưới. Đây là dấu hiệu đuối sức, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta từ bỏ luôn cái biểu đồ này. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi cái giai đoạn nén mới, bởi vì sau khi giá nó rớt xuống như thế này, nó lại được tìm được cái sự hỗ trợ bởi cái gì ạ? Lại là nguyên tắc chạm lại trần của máy vòm đó. Mình sẽ thấy hình dung máy vòm này, đúng không ạ? Đây chính là một máy vòm theo hướng ngược lại đó. Còn cái máy vòm ngược phía trên là theo máy vòm trần máy vòm, còn dưới này là đáy của máy vòm. Thì chính cái phần đáy, cái phần trần của máy vòm ngược lại như thế này, nó cũng đang hỗ trợ cho giá, và cái phần trần này nó đang đỡ cho giá. Mặc dù phía trên nó đã rớt xuống khỏi đường trung bình rồi, nhưng Hoài vẫn đang kỳ vọng một cái cú bật lên trên đường EMA, và mình có thể chờ đợi cái giai đoạn nén mới để mình có thể mua vào. Đó là CRO. Tiếp theo là Tron. Tron là một trong những đồng leading coin hiện tại, và nó đã tăng trước rồi. Nó đã tăng trước cả Bitcoin, Ethereum, và hiện tại cũng đang gặp một chút kháng trở quanh cái khu vực là đỉnh trước đó. Như thế nè, đỉnh trước đó quanh khu vực này. Nhưng mà không sao, mình hoàn toàn có thể là kỳ vọng tiếp tục vào một đà tăng trưởng của cái biểu đồ này, bằng cách là chúng ta chờ cho con sóng kéo ngược diễn ra. Đấy, con sóng kéo ngược diễn ra và tìm cái cơ hội mua vào khi giá hoàn tất giai đoạn nén. Những cái thiết lập như thế này thì Hoài gọi là pullback reversal. Bufferman cũng gọi là pullback reversal. Reversal tức là đảo chiều, pullback là con sóng kéo ngược. Đây là thiết lập đảo chiều cái con sóng kéo ngược để mà đi theo xu hướng chủ đạo. Vì con sóng kéo ngược trong cái tên của nó cũng đã có cái ý thể hiện cái con sóng đó là cái gì. Nó là con sóng đi ngược lại với xu hướng chủ đạo. Xu hướng tăng thì con sóng kéo ngược nó là một con sóng giảm. Thì mình đang giao dịch đảo chiều cái con sóng giảm đó để mình kỳ vọng giá nó tiếp tục đi theo cái xu hướng ban đầu của nó là hướng tăng. Thì mình có thể vẽ một cái đường xu hướng dọc theo con sóng kéo ngược này. Mặc dù hiện tại á, cái con sóng kéo ngược nó chưa diễn ra, nhưng Hoài đang đề ra một cái kịch bản, chứ không phải là mình dự đoán. Nó hoàn toàn có thể tăng một cái lèo luôn từ giờ cho tới lúc ngày vài ngày sau, nó không tạo ra con sóng kéo ngược nào hết. Nhưng đó là lựa chọn của nó. Mình vẫn có thể đề ra một cái kịch bản là nó đi theo con sóng kéo ngược và mình giao dịch nếu nó đi theo đúng như vậy. Tiếp theo là Monero. Chị thấy Monero cũng là một cái đồng coin mà nó mang tính chất đi ngang nhiều hơn, nhưng mà hiện tại nó đang có một cái sự hồi phục. Chỉ cần là giá hoàn tất giai đoạn nén với đường biên trên hộp và nén chặt hơn là lúc đó mình có thể tiến hành tìm cái điểm mua rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà vượt lên trên đường biên trên hộp này, gần như phía trên là bầu trời rộng mở, và cái kháng trở gần nhất của nó là quanh khu vực cái đỉnh này. Đấy. Nó phải tới đây nó mới gặp kháng trở. Trước đó là những cái đỉnh nhỏ lẻ, những cái đỉnh thứ cấp, nó không quá quan trọng. Thì mình có một cái room, tức là có một cái khu vực rất là lớn để mà có thể lướt sóng từ cái điểm này cho tới cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta có tới 12,83% đấy, cái đà tăng trưởng để mà chúng ta có thể lướt sóng. Hoài đặt cái mục tiêu như thế này không có nghĩa là chúng ta chốt lời tại đây. Hoài sẽ không chốt lời anh chị. Anh chị đã xem cái video của Hoài, anh chị đã biết rồi. Hoài không có chốt lời và mình cứ sẽ lướt con sóng thôi. Nhưng mà mình vẫn nhắm hướng tới cái mục tiêu là bao nhiêu, để mình biết ít nhất là cái giao dịch của mình nó sẽ có cái chừng lợi nhuận là bao nhiêu, cái tiềm năng reward là bao nhiêu. Nếu mà gần quá, tức là những cái kháng trở trước nó gần quá, nó không có đi được bao nhiêu hết, thì có thể là Hoài sẽ bỏ qua, không có vào lệnh. Đấy. Ok, trên đây là cái video phân tích Bitcoin và anh coi theo Bufferman Price. Anh chị thấy video này hay, để lại comment tôi quan tâm, bấm vào phần mô tả cũng như là comment đầu tiên, tham gia vào kênh Telegram, đón chờ những video tiếp theo mới của Nhật Hoài bằng cách là subscribe kênh, bấm nút quả chuông nha anh chị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.